Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Rít kích nhà đang trường hiểu chuyện lắm, giữ cửa cho người đi sau. Mới tí tuổi nhưng con trai nhà nam ca sĩ đang trường, bé Thiên Từ đã ra dáng xóa cả nhí. Không những thế, nhóc thì còn cực kỳ hiểu chuyện, tự lập, ngoan ngoãn làm bố mẹ vui lòng. Mathis Thiên Từ được khán giả Việt biết đến là con trai của nam ca sĩ Đan Trường và vợ cũ doanh nhân. Từ khi mới chào đời, nhóc tì đã ngậm thìa vàng, thừa hưởng cuộc sống sung túc đáng ngưỡng mộ. Song không vì sinh ra ở vạch đích mà ý lại. Thay vào đó, cậu bé rất tự lập, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Con trai Đan Trường là nhóc tì khá nổi tiếng. Gần đây, vợ cũ Đan Trường chia sẻ clip ghi lại cảnh con trai Thiên Từ tự đi mua nước ở một cửa hàng. Khi ra đến cửa, nhóc tì dù đang bận cả hai tay, vẫn không quên giữ cửa cho người đi sau. Hành động đẹp của cậu bé khiến dân tình không khỏi xích xoa khen ngợi. Con trai Đan Trường tay bận cầm nước vẫn giữ cửa cho người đi sau. Nhóc tì được khen văn minh, hiểu chuyện, biết quan tâm đến những người xung quanh. Nói về cậu con trai mới 6 tuổi đã tự lập còn hiểu chuyện, vợ cũ Đan Trường bộc bạch. Sinh con ra mẹ chẳng bao giờ kỳ vọng con sẽ trở thành người như thế này thế kia trong xã hội. Nhưng điều làm mẹ tự hào nhất về con là vì con rất tự lập. Những việc trong cuộc sống phần nhiều con tự học và tự trau dồi kiến thức. Tới tuổi này rồi mẹ chưa bao giờ phải lo nghĩ về con. Cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ. Vợ cũ Đan Trường hạnh phúc khi thấy con trai ngày một khôn lớn hiểu chuyện. Trước đó doanh nhân Thủy Tiên nhiều lần chia sẻ, hình ảnh cho thấy con trai ngoan ngoãn, biết dọn dẹp nhà cửa phụ giúp mẹ như một người lớn. Không những thế, nhóc tì còn cực kỳ tình cảm, biết quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ, thông qua những hành động như ôm hôn, nói lời yêu thương. Con trai Đan Trường năm nay chỉ mới 6 tuổi nhưng đã ra dáng người lớn, nhóc tì biết phụ giúp mẹ việc nhà, không ỷ lại vào người giúp việc. Vợ cũ nam ca sĩ cũng luôn đề cao việc giáo dục con tính tự lập, không vì nhà có điều kiện mà nuông chiều bé thái quá. Hiện Đan Trường và Thủy Tiên đã không còn là vợ chồng, nhưng cả hai vẫn xem nhau như người nhà để cùng chăm sóc và nuôi dạy con trai tốt nhất có thể. Nói về vấn đề này, vợ cũ nam ca sĩ cho hay, Tiên và anh Trường đến với nhau là do duyên số, nên khi duyên số đã hết thì việc chia tay cũng thuận theo tự nhiên. Tiên chỉ có một phương châm muốn chia sẻ, đó là phụ nữ hãy làm một người vợ, người mẹ thật tốt. Nhưng nếu chúng ta đã làm hết sức mình mà vẫn không gặp may mắn trong hôn nhân, thì hãy thật bình tĩnh, mạnh mẽ bước ra khỏi vòng an toàn, mà tự chọn hướng đi riêng cho bản thân và làm chỗ dựa vững chắc cho con trẻ. Tiên và anh Trường đã chia tay nhưng vẫn xem nhau như hai người bạn tốt. Thiên Từ hiện tại vẫn nhận được đầy đủ tình thương và sự quan tâm của cả ba và mẹ. Nên Tiên nghĩ chưa cần thiết để nói với con chuyện chia tay của ba mẹ. Sau này con lớn hơn, con sẽ hiểu được. Cả hai ứng xử văn minh sau ly hôn. Có thể nói, chính cách cư xử văn minh của người lớn đã giúp con trẻ noi theo. Bé Thiên Từ tuy không được hưởng trọn vẹn tổ ấm hạnh phúc, nhưng nhóc tì vẫn nhận đủ tình yêu thương, sự quan tâm từ bố mẹ nên càng lớn càng ngoan cũng là điều dễ hiểu. Đan Trường và vợ cũ luôn đặt con lên hàng đầu, Thiên Từ ngoan ngoãn nhờ được bố mẹ giáo dục chu toàn. Ở tuổi lên 6, nhóc tì Thiên Từ đã sớm ra dáng thanh niên hiểu chuyện tự lập. Tin rằng mai nay khi lớn lên, con trai Đan Trường sẽ trở thành một người ưu tú. Còn bạn, bạn thấy sao về nhóc tì nhà Đan Trường? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với chúng tôi nhé! Cùng theo dõi các bài viết hấp dẫn khác tại tin mới nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.